MU và các ông lớn tẩy chay Super League. MU và hàng loạt câu lạc bộ lớn ở châu Âu đã phát đi thông điệp khẳng định không tham dự Super League sau phán quyết bảo vệ giải đấu này từ cơ quan chức năng. Đầu tiên chính là quan điểm của đội bóng giàu sức mạnh truyền thông khủng nhất thế giới, MU. Quan điểm của chúng tôi không thay đổi. Chúng tôi hoàn toàn cam kết gắn bó với các giải đấu UEFA, hợp tác tích cực với UEFA, Premier League và các câu lạc bộ thuộc ECA để tiếp tục phát triển bóng đá châu Âu. Bên cạnh đó, thì giám đốc điều hành của Bayern Munich, ông Griezmann cũng khẳng định quan điểm rất rõ ràng, cánh cửa Super League ở Bayern Munich vẫn đang đóng. Tham dự giải đấu như vậy được hiểu là sự tấn công với các giải đấu vô địch quốc gia và hệ thống bóng đá châu Âu. Ngoài MU và Bayern Munich ra, nhiều câu lạc bộ khác như là Inter Milan, Sevilla, PSG, Man City, Liverpool, Monaco, Atletico Madrid, Feyenoord, Benfica, Celtic, Leverkusen, AS Roma, Dortmund, Porto, Atalanta, RB Leipzig, Sociedad hay là Sandburg cũng đã khẳng định rõ quan điểm không tham dự Super League. Ronaldo hướng đến siêu kỷ lục trong năm 2023. Cristiano Ronaldo đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất năm 2023. Sáng ngày 21 tháng 12, Harry Kane và Kylian Mbappe đã ra sân trận đấu cuối cùng trong năm 2023. Harry Kane ghi một bàn giúp Bayern Munich giành thắng 2-1 trước Wolfsburg, còn Mbappe bỏ túi cú đúp trong màu áo của PSG. Với kết quả vừa qua, bộ đôi kể trên là những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong năm 2023 với 52 pha lập công. Tuy nhiên, siêu sao Cristiano Ronaldo đang đứng trước cơ hội lớn để vượt qua thành tích này. Hiện tại, siêu sao người Bồ Đào Nha đã có 50 pha lập công trong năm 2023. Từ giờ đến hết năm, CR7 còn 3 trận trong tay để nâng cao thành tích của mình, lần lượt trước Al Ittihad, Al Ittihad và Antwerp. Nếu chơi tốt, Ronaldo hoàn toàn có thể vượt qua cột mốc 52 pha lập công. Một đối thủ khác cũng có thể cạnh tranh với Ronaldo là Erling Haaland. Cầu thủ người Na Uy cũng đang sở hữu 50 pha lập công cho năm nay và còn 3 trận nữa trong tay. Tuy nhiên, Haaland đang gặp vấn đề về cơ, vắng mặt trong 2 trận đấu gần nhất của Man City và chưa chắc Haaland có thể ra sân trong phần còn lại của năm nay. MU chốt người thay thế Erik ten Hag. Huấn luyện viên ten Hag đang chịu áp lực rất lớn tại sân Old Trafford và MU đã nắm đến huấn luyện viên Lopetegui, người Tây Ban Nha, là một ứng cử viên nặng ký để thay thế. Tờ Evening Standard cho biết, một công việc ở Premier League là ưu tiên hàng đầu của huấn luyện viên Lopetegui. Cựu chiến lược gia của Real Madrid, Tây Ban Nha và Wolverhampton chỉ là một trong những cái tên gần đây được chào mời để đảm nhận chiếc ghế nóng của MU khi chủ sở hữu mới Sir Jim Ratcliffe mua lại 25% cổ phần ở Old Trafford. Sau vài trận không như ý, trận hòa không bàn thắng cuối tuần trước của Liverpool đã giúp Erik ten Hag thoát khỏi nguy cơ bị sa thải ngay lập tức. Nhưng việc tỷ phú Ineos Ratcliffe tiếp quản một phần MU sắp tới có thể thay đổi mọi thứ. Một nguồn tin đáng tin cậy cho biết thêm, huấn luyện viên Lopetegui đã lắc đầu từ chối Nottingham Forest và đội bóng này đã chuyển sang lời mời cho một cựu huấn luyện viên khác của Wolverhampton là ông Nuno Espirito Santo sau khi câu lạc bộ này vừa sa thải Steve Cooper. MU trả giá vì báo thủ Sancho. Theo tờ The Athletic, Manchester United sẽ tiêu tốn một số tiền lớn nếu xé hợp đồng của Jadon Sancho. Sancho được cho là không còn đường quay trở lại sau những hành động bật lại huấn luyện viên Erik ten Hag. Dù vậy, động thái này sẽ tiêu tốn của MU một số tiền không nhỏ. Ngoài việc mất trắng khoản đầu tư 73 triệu bảng khi chiêu mộ Sancho, Quỷ Đỏ còn phải thanh toán hết tiền lương trong hợp đồng còn lại. Sancho hiện kiếm được 250.000 bảng mỗi tuần tại Manchester United và vẫn còn khoảng 3 năm rưỡi trong giao kèo với đội bóng chủ sở Old Trafford. Do đó, việc chấm dứt hợp đồng của Sancho sẽ khiến Quỷ Đỏ phải trả rất nhiều tiền đền bù hợp đồng. Real Madrid thắng nhọc nhằn tại La Liga. Làm khách của Alaves trong khuôn khổ vòng 18 La Liga rạng sáng ngày 22 tháng 12, Real đã gặp nhiều khó khăn trước đối thủ hạng 16. Dù nhỉnh hơn về thời gian cầm bóng, nhưng các cầu thủ của Los Blancos gặp khó trong việc xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của Alaves. Tình thế trở nên khó khăn hơn với thầy trò Carlo Ancelotti khi đội trưởng Nacho Fernandez bị truất quyền thi đấu ở phút 54. Trọng tài ban đầu chỉ rút thẻ vàng với pha vào bóng thô bạo, nhưng VAR đã can thiệp và vị vua áo đen đã rút thẻ đỏ trực tiếp. Bất ngờ đến ở phút 90+2, từ quả phạt góc của Toni Kroos, Lucas Vazquez đã chọn vị trí thông minh để tung ra cú đánh đầu chính xác vào góc cao bên trái khung thành. Bàn thắng ấn định luôn chiến thắng tối thiểu trong thế thiếu người cho Real Madrid. Kết quả này giúp thầy trò Ancelotti trở lại đỉnh bảng xếp hạng La Liga với 45 điểm sau 18 trận, bằng với Girona, đội mới bị Real Betis cầm hòa 1-1, nhưng xếp trên do hơn hiệu số, dương 28 so với dương 21.
Real Madrid cân nhắc tái hợp với Varane. Theo tờ Diario Sport, một trong những mục tiêu chuyển nhượng của Real Madrid chính là người cũ Raphael Varane. Báo chí Anh tiết lộ rằng tuyển thủ người Pháp chỉ còn nửa năm hợp đồng với MU. Real đang đối mặt với cơn khủng hoảng lực lượng, đặc biệt là nơi hàng thủ vì chấn thương. Hai trung vệ David Alaba và Eder Militao sẽ phải nghỉ đến cuối mùa vì đứt dây chằng đầu gối. Trong bối cảnh ấy thì gần như chắc chắn Real Madrid sẽ phải bổ sung trung vệ ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Điều này đã được huấn luyện viên Ancelotti xác nhận và Varane là cái tên được đưa vào tầm ngắm. Hiện tại ngoài Real Madrid thì Bayern Munich và nhiều đội bóng tại Saudi Arabia cũng đang muốn chiêu mộ Varane. Rhys James nghỉ đến hết mùa. Hậu vệ Rhys James mới đây đã trải qua ca phẫu thuật chấn thương gân khoeo tại Phần Lan và nhiều khả năng sẽ phải mất khoảng 4 tháng để hồi phục. Điều này đồng nghĩa với việc Rhys James sẽ phải nghỉ thi đấu đến cuối mùa. Số 24 của Chelsea không giấu nổi sự thất vọng khi thường xuyên chấn thương trong quãng thời gian gần đây. Nhưng anh khẳng định sẽ cố gắng để sớm trở lại sân cỏ. Việc phải nghỉ thi đấu tới cuối mùa ảnh hưởng không nhỏ đến Rhys James trong mục tiêu cạnh tranh suất dự Euro 2024 cùng đội tuyển Anh. Sẽ thật khó để anh ngay lập tức tìm lại phong độ tốt sau khi trở lại. Chelsea chốt giá bán Gallagher cho MU. Theo xác nhận từ ký giả Fabrizio Romano, bà lãnh đạo Chelsea chưa có kế hoạch gắn bó lâu dài với Gallagher và sẵn sàng bán đứt ngôi sao này vào tháng 1, trong trường hợp họ nhận được một lời đề nghị hợp lý. Đáng chú ý là tờ Fiches cũng khẳng định Manchester United và Tottenham Hotspur là hai trong số những câu lạc bộ đang để mắt đến Gallagher vào lúc này. Mùa giải năm nay, tuyến giữa được xem là vấn đề của MU, nên nếu họ thực sự quan tâm đến Gallagher thì cũng là điều dễ hiểu. Trong khi đó, nguồn tin trên khẳng định huấn luyện viên Ange Postecoglou đặc biệt ngưỡng mộ tài năng của Gallagher, đánh giá anh là mẫu tiền vệ phù hợp với triết lý của mình. Về phần của Chelsea, The Blue được cho là đang yêu cầu khoảng 50 triệu bảng cho sự phục vụ của ngôi sao người Anh. Barca lên kế hoạch theo đuổi Rabiot. Theo nguồn tin từ Football Italia, Barcelona đã nhắm đến tiền vệ Adrien Rabiot ở phiên chợ đông sắp tới. Ngôi sao người Pháp còn một năm hợp đồng với Juve. Trong bối cảnh đó, thì Barca có kế hoạch đưa Rabiot về sân Camp Nou vào tháng 1. Chấn thương nặng của Gavi đặt Xavi Hernandez trước bài toán nhân sự đau đầu. Barca cần thêm quân tiếp viện trước khi bước vào giai đoạn hai khốc liệt của mùa giải và Rabiot trở thành mục tiêu khả dĩ với Barcelona. Ngôi sao người Pháp thuộc mẫu tiền vệ box to box có khả năng công thủ toàn diện. Rabiot có phong độ tốt xuyên suốt hai mùa giải vừa qua trong màu áo của Juventus. Trong mùa giải năm nay, Rabiot đóng góp 2 bàn thắng, 3 kiến tạo sau 1.260 phút ra sân tại Syria. Xin chào, lại là mình đây, Mai Anh Tài đây. Trong thời gian tới, ekip bọn mình sẽ mang đến cho anh em món ăn tinh thần mới mang tên Bình luận viên Mai Anh Tài Discovery. Đây sẽ là nơi anh em tìm thấy mọi thứ ngoài bóng đá, ngược dòng lịch sử nói chuyện với Tuần Thì Hoàng, hóa thân thành thám tử đối đầu với Jack the Ripper, cùng Armstrong bay vào không gian khám phá vũ trụ hay thử làm người giàu. Khám phá thế giới, giải mã bí ẩn, góp nhặt kiến thức thú vị. Hãy subscribe để ủng hộ chúng tôi nha. Tất cả đang chờ đợi anh em tại Bình luận viên Mai Anh Tài Discovery.